Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Tựa game chiến thuật sưu tầm thẻ tướng lấy chủ đề Zombie Tinh Cầu Z Gamota đã được nhà phát hành Gamota cho ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Câu chuyện của game lấy bối cảnh khi một loạt virus không xác định đột nhiên xuất hiện và khiến cho vô số người bị lây nhiễm trở thành những xác sống vô hồn và hung tợn. Chỉ có một số ít người là không bị lây nhiễm và may mắn sống sót. Nhưng thực ra đây là âm mưu của bọn người ngoài hành tinh với mục tiêu tiêu diệt hết con người để chiếm đoạt trái đất. Từ đây người chơi sẽ được tập hợp và dẫn dắt anh hùng chiến đấu chống lại zombie lẫn người ngoài hành tinh để bảo vệ trái đất. Khi đó gameplay chính của sản phẩm sẽ được diễn ra theo dạng các màn chơi ải, cho bạn sử dụng đội hình anh hùng của mình chiến đấu tiêu diệt bọn xác sống một cách đơn giản, với việc anh hùng sẽ được tự động chiến đấu tiêu diệt bọn kẻ thù xác sống. Mỗi màn ải vượt qua đều sẽ đem về cho game thủ các loại tài nguyên để sử dụng phát triển cho anh hùng và chiếc xe có trang bị vũ trang của mình. Chiếc xe có trang bị vũ trang chính là thứ đồng hành cùng đội anh hùng chiến đấu trong các màn ải. Và tất nhiên ngoài chế độ chơi chính là vượt các màn ải, thì trò chơi cũng mang đến các loại hoạt động khác nhau từ PvE cho đến PvP cho bạn sử dụng để anh hùng của mình tham gia vào và kiếm về vô số phần thưởng hậu hĩnh khác nhau để sử dụng. Tinh cầu Z Gamota có gì hấp dẫn người chơi? Đồ họa hoạt hình 3D với phần tạo hình của các anh hùng theo hơi hướng chibi khá ngộ nghĩnh. Lối chơi chiến thuật đơn giản cùng với các phát triển anh hùng đơn giản cũng không kém. Nhiều anh hùng khác nhau được chia ra làm 6 phe phái cùng 5 loại vai trò cho bạn thu thập. Có tính năng ngoại tuyến giúp thu thập và tích lũy các tài nguyên cho người chơi liên tục. Nhiều hoạt động PvE và PvP để tham gia, đặc biệt là PvP từ cùng server cho đến liên server. Quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho những